Lô chào nhà nha. Bữa nay mấy chú cháu mình vô đây kiếm cá gì nướng ăn nữa cả nhà ơi. Coi có cái con gì không? Đi mấy nhỏ này nè. Đó đi mấy nhỏ đó. Vô đây đem chài theo chài thấy coi dính con gì không, bắt nướng cả nhà ơi. Ở nhà buồn quá rồi. Đây mấy cháu mình xuống sông mò luôn cả nhà ơi. Trên hầm hết cá rồi. Đừng lên sông vậy. Kéo coi dính con gì không chị? Trời trời cây dữ trời, thằng ở lên tim mới kìa. Thằng em dính cây lặn luôn rồi. Ừ. Dính hai ba con có mà dính không kìa. Quất nó luôn. Có không? Có mày, có mày dính không? Có. Hai tướng dân cọ đắng kìa. Chị ba phải không? Ừ. Ông anh ba mình với ông Huy đó dân câu bắt cọ ngoài cả nhà ơi. Mưa tới luôn rồi. Mấy cháu đây chạy có dính con gì không? Hồi có dính lại đó nướng cho cả nhà cùng thức chứ mấy cháu mình nha. Coi trời cái cống trời cả nhà ơi. Ờ bắt cầm hai tay đàng hoàng, tay kia cầm vô. Ừ. Nữa đó, đẩy gơ dơ ra sau qua tới trước. Ừ. Quá hoàng rồi. Không gỡ rồi mấy ní. Hôm nay cháu dồn xuống sông mò dẹm thôi. Dẹm mau ăn cả nhà ơi, cá khó kiếm rồi. Bắt đầu đưa dĩ lên được cả nhà ơi. Có than rồi nè. Ê, ê, đẻ lại, đẻ lại. Vũ vũ nước đó. Cái đồng nướng cá nó dẹm ăn chơi. Ui, một dĩ luôn. Ừ, nó hả miệng ra là mình bỏ tét nó ra. Hồi chín mời cả nhà cũng thưởng thức cho mấy cháu nè. Vô phi lau kiến với chùm chép. Nào ấy ấy rồi hồi nó khô nước cái mà hả chế mới hành lên. Đổ nước ra hả? Ừ. Đổ nước dẹm ra xe lem. Con bánh dẹm nước không đó con, cắt gốc đó. Ừ, đổ nước cho nó khô quá. Rồi đầu lên mở hành thôi. Mở hành mình đem theo cái gì vậy? Ăn cho nó ngon. Đó. Con miếng thôi. Ừ. Hồ nó cháy luôn đó. Nó thang nó thấp quá bởi vì nó đừng làm cho nó bừng tới cháy gì vậy. Khoái vật lửa lắm gì á. Chín gấp ngoài bớt. Chạy này ra đâu anh? Cái đó lên luôn. Thôi. Chín rồi cả nhà ơi. Ngon nè. Đó. Sôi nè.
Ê, ê. Chết một con kia. Chết nữa con kia. Bốn thằng mò, bốn thằng lại súng ăn. Hơi nhiều vô rồi giờ hết dầu. Hết nước hả? Có dầu à? Ừ, bỏ hành lại cái dầu rồi. Nước này để hấp cúp con khỉ. Chín được mớ cả nhà ơi. Hồi sáng giờ luôn. Vậy mới có mồi. Được rồi cày ơi, để họ nó nguội. Hết biết bài dịch đẻ cả nhà. Đông rồi kìa. Cái này lùi về nè. Vô. Mở nhà cùng thưởng thức với mấy cháu mình nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Để chụp nhẹp. Mời cả nhà ăn dẹm nha. Béo không? Ăn thấy sao? Im không? Ăn giống nghiêu không? Con muỗng này cả nhà con sò nha. Sò nước ngọt. Chép chép. Vỏ là ta. Dạ. Đưa con cái vỏ ra cho. Chèn lên cái đá. Ừ, lấy vỏ đó. Đó. Trời con nào nãy mập rồi chứ nãy trắng kìa. Nè vỏ nè. Lên lụm mọi cả nhà nha. Này kìa, thiếu gì phải không? Đậu phụng nữa. Ừ. Gót tao con cái. Đây đây. Ừ. Mặn chát đó. Vừa vừa mặn chát rồi bỏ luôn, bứt con cỏ ra cái. Được rồi Phú ơi. Đây mời cả nhà nè, con chim chép nè, ngon. Béo. Khuôn cá quất liền. Quất liền. Chắc chiều mấy cháu ở đây mát quá cả nhà ơi. Chó hay 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 nè. Chưa bắt mấy con này nướng ăn chơi. Cá nó ngon nè cả nhà ơi. Thôi ơi, nó trắng rồi kìa. Nào kêu chén nước chấm này cái nè. Thôi nè. Để im đó rồi. Để im cái chén rồi. Thôi ơi kìa. Quớt liền. Mời cả nhà nha. Ngọt. Cá lồi kiến chín chưa mà Khang? Chưa chín bỏ lên lại con. Dây bỏ lên lại đi. Cái này vô đây có gì nướng là ăn ngon lắm. Gió độc nó có gió kìa cả nhà. Rồi đó nè. Nguyên cái đồng mà chét bên đó rồi, qua đó là có chim bên đó đó. Đồ chế tiếp tục mớ đó nữa.
thấy cháu ăn mới có chút xíu rụi chân cái này, sạch hết nè. Đây xôi ụt ụt luôn cái này, ngon nè. Hồi nhiêu đó là hết rồi. Mời cả nhà nha. Trong đồng chứ gặp nhà này gắt đậu phộng nữa cái nữa. Cái nhà làm thử món này coi, bắt mà nướng mỡ hành, đậu phộng mà gửi lên cái nữa coi. Trời ơi, chấm muối ớt một cái ha. Ăn béo ngậy luôn. Đó, cả nhà giờ thấy ngon không? Được. À. Ôi ôi. Cốt luôn cái. Thấy cháu làm nó chút xíu rủi chân cả nhà ơi. Sạch hết nè. Thôi clip tới đây kết thúc cả nhà, hẹn cả nhà clip sau nha. Chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy hạnh phúc bên gia đình, bên người thân nha. Bye bye.